This call is now being recorded. Rồi, bắt đầu record rồi đó. Ok. Dạ ok, vâng. Phúc nói, Phúc nói cái ý tưởng của Phúc đi. Dạ vâng, thì sau cái lần nữa, sau cái lần meeting trước thì con sửa lại một, tức là tinh giảm lại cái số lượng test case cũ của con đi và làm cho cái test case với sửa lại những cái description hoặc là cái test summary nó trở nên dễ đọc hơn, dùng những cái từ khóa mà thường được sử dụng nhiều trong test như là chị nói đó, như kiểu là click on hay là observe hay là select gì đó. Để cho cái test case của mình nó dễ đọc ha. Là mình không có mong muốn mình viết test case làm cho người khác khó hiểu nha. Cái dạ. cái người mà viết test case giỏi là cái người mà viết mà người khác đọc, càng nhiều người đọc hiểu thì càng tốt nha. Nghĩa là ở đây người ta là đơn giản nhưng không có nghĩa là kiểu là bị thiếu á ha. Đơn giản nhất có thể nhưng mà là phải là tốt nhất nha. Dạ vâng. Ừ ok. Thì ở cái test dạ. Không sao, Hữu cũng có file của Hữu nữa này. Ok, vậy mình chữa của con trước đi, rồi của Phúc đi, rồi đến của Hữu, của Thắm nữa này. Ờ, về cái test case của Phúc ấy, thì thấy khá là ok rồi đấy ạ. Ha. Dạ vâng. Có hôm trước có góp ý cho Phúc mấy cái, không nhớ. À, nhớ. Đó, Phúc share cho mọi người luôn đi. Dạ, thứ nhất á, là những cái test case nào á, mà thường lặp đi lặp lại nhiều lần á, với lại nó ra cùng một kết quả thì ta nên gộp nó lại thành một test case cho nó đơn giản hơn, thay vì là chia ra quá nhiều cái field cho kiểu như là nó quá detail á, nó quá chi tiết. Thì tiếp theo là những cái expect mà mình mong muốn á, mình cũng gộp nó lại, tức là làm sao cho liên quan nhất đến cái test case mà mình đang viết nhất có thể. Có nghĩa là có n expect đấy nhưng mà các cái step để đi vào nó chỉ có một thì mình nên gộp ha. Đó rồi, cái test case số 3 này, cái test case số 3 nó có một cái đây là gì, mình biết rằng là cái primary teacher assistant nó sẽ auto remove đúng không? Thì ở cái expect của mình ấy, thì mình nghĩ nó empty. Ok không? Dạ vâng. Đó, thì nó hơi khác nhau xíu ha. Với hai nữa là cái cây này á, nó còn có một cái, thế trong trường hợp nào thì cái teaching này nó không empty, có không? Có nghĩa là sau khi mà mình sau khi mà mình lựa chọn một cái thằng primary teacher là cái thằng assistant teacher, đúng không? Mà cái lead teaching assistant của mình nó không bị null, có không? Có. Đúng không? Thì ở đây mình đang viết một cái trường hợp nó hơi nhỏ. Một cái trường hợp lớn hơn á là gì? Cái cho nên ở đây này thì góp ý về cái phần step này là gì? Cái precondition này của mình á, mình chỉ cần nói là gì? Cái teaching assistant là nó có teacher. Được chưa? Còn cái vấn đề ở step của mình là mình select cái thằng primary teacher là một trong những cái assisting teacher đã được lựa chọn, hoặc là một teacher ở trong cái teaching assistant list. Thì mặc nhiên cái expect của mình là cái ông mà selected teaching assistant mà được chọn ấy ha, thì nó sẽ bị remove ở trong cái list teaching assistant của cái course. Ok chưa? Dạ vâng. Đó, thì cái đấy là cái tổng quan hơn. Sau đó mình sẽ cho data test ở trong trường hợp là gì? Cái lead teaching assistant nó chỉ có một, và trong trường hợp là cái lead teaching assistant nó có nhiều teacher. Đó, vậy là ok ha. Để lấy ý cho cây số 3 nha. Dạ vâng. Ở cái cây số 3 này mình có thể chỉnh sửa lại một xíu cái phần title ha. Thì ở đây là mình thì cái teaching assistant teacher nó bị auto, nó tự động bị remove. Ok, cái vế ok. When cái action của mình là gì? Khi mà mình select, đúng không? Có phải khi mình select không? Đó, thì mình sẽ để cái từ là when selecting primary teacher. Yeah. Ok không? À, yeah, là
Làm grammar teacher là một, là cái nằm một trong cái e grammar teacher teaching assistant of course hả, thế thôi À, ha. dạ vâng. Không, Ừ, để tí con sửa thế lại. thôi. Còn mấy cái phần dưới này ok rồi mà đúng không? Không có gì hết nhỉ? Enter không để apply. Con có vài cái điều băn khoăn, ví dụ con đã đọc qua là cái boundary value á, thì ví dụ như nếu mà mình áp dụng trong cái test case để verify cái lesson name textbook mà chỉ có 254 ký tự, thì cái vùng hợp lệ của mình sẽ là từ từ một ký tự đến 254 ký tự. Đúng rồi. Và khi mà mình nhập là 255 ký tự thì là nó sẽ không được. Thì với cái lesson name này thì con nghĩ là cái boundary value này khá là dễ hiểu, nhưng mà trong khi mà áp dụng vô cái duration, cái duration á, thì nó lại có ba phân vùng, tức là không, từ 1 đến 10.000 và 10.001 gì. Thì cái đó mình nên áp dụng cho, tức là mình nên gộp lại thành một test case, hay là cứ mỗi một phân vùng thì mình sẽ cho một test case riêng biệt thôi. Mình lại repeat lại với nhau một cái nguyên lý mà mình nói rồi. Nếu mà cùng expected, ok chưa? Thì mình cho nó một cái. Nếu mà khác expected thì mình sẽ tách cái ra, được chưa? Dạ vâng. Bởi vì rõ ràng là mình, bản thân mình run á, mình run á, mình là người chạy dự án này, mình cũng phải tạo data cho nó, đúng không? Dạ đúng. Đó, thì mình tách nó ra thôi. Mình rõ ràng nó là từng cây, rõ ràng là mình làm theo các cái bước này, mình không thể verify 2x thì mình tách cây, được chưa? Tách cây nha. Còn có trong trường hợp là ở đây nó nói là, ý là có em có ba phân vùng đi chẳng hạn ha, nhưng ba phân vùng ấy cùng một x được chưa, Dạ. thì mình viết một cây nhưng mà mình thực hiện repeat lại với những cái data khác nhau, ok chưa? Bởi vì x nó giống nhau mà. Với hay nữa là cái gì nhỉ, cái style viết test cây á của mỗi một công ty, được chưa, nó hơi khác nhau một xíu, nhưng cái vấn đề là cái chốt cuối cùng là mình vẫn phải test những cái content đấy, ok chưa? vâng. Có những company thì người ta yêu cầu gì, viết một cây chính, đó là bạn có thể thì input một cái valid duration ha, thành công ha, đó người ta viết chung như thế thôi, mà người ta chỉ là cái valid duration thôi, chứ người ta không nói rằng là nó có data cụ thể. Và người ta tách ra một cái cây nữa là một cây nhỏ hơn, nó không phải là high nữa, là medium hoặc là mức độ priority là low thôi. Là người ta nói rằng gì, bạn có thể input với various data cho cái view duration này. Various data là có nhiều data. Sau đó thì người ta gạch đầu dòng thứ nhất, ví dụ BFT người ta hay hay gạch đầu dòng. Ví dụ như cái trường hợp liên quan đến date là cái ngày nha, người ta cũng thế. Ví dụ người ta là 28 ngày, 30 ngày thì người ta chưa đưa cho một cục data đấy. Đó. Thì cái quan trọng ở đây là mình phải giã ra đủ cái mình mong muốn test, rồi sau đó cái việc gom việc gộp như thế nào thì tùy style của công ty mình adapt hết ha. Cho nên cái title mà Linh hay thích là đó là tester flexible, đó là tester nhà mình cần phải linh hoạt, được chưa? Đó, cái quan trọng là mình viết được cái test condition rồi là mình sẽ làm được đủ ý. Còn cái vấn đề là mình gom hay mình giã nhỏ như thế nào, ví dụ như có những nơi người ta cùng là một cây verify file không nhá, nhưng người ta verify các cái control riêng này, người ta verify các cái màn hình tổng quan, cái navigation riêng đó này, thì đâu vấn đề gì đâu. Cái quan trọng là mình biết rằng là mình cần phải verify những cái đấy rồi, và style của mọi người như thế này thì tôi ok, tôi apply style thôi, mình viết sao không thiếu cây, không thiếu ý mà mình cần verify là được, ok chưa Vâng. nha. Và hay nữa là gì, nó có một cái ở đây là nhắc lại mọi người, trước khi mình đi vào một cái company mình cần phải adapt với người ta trước. Bởi vì sao, khi mà mình adapt với cái hiện tại của người ta thì mình mới hiểu được rằng người ta tại sao người ta làm thế này, để về mục đích gì, mình mới thấy được cái value của cái hiện tại người ta đang làm đó. Khi thấy được cái value rồi thì mọi người mới apply cái kiến thức của mọi người đang có rồi để cải tiến cái đó, chứ đừng mơ là mình chưa hiểu gì người ta và mình chưa thấy được cái value của người ta, mình mong muốn cải tiến nó, mình nói nó không ra cái gì,
là chắc chắn rồi đó. Ok chưa? Kể cả một cái người test manager đi chăng nữa, người ta vào người ta phải biết được cái hiện trạng bây giờ người đang đang triển khai như thế nào để mà có hướng điều chỉnh dần dần và từ từ, chứ không phải đùng một cái tôi thay đổi hết một lượt quy trình luôn. Cái đấy là cái rất cái rủi ro rất là cao luôn. Ha. Rồi ok. Ok, cái phần đi cái phần liên quan boundary này Phúc còn hỏi gì nữa không Phúc ơi? Dạ không ạ. Ừ. Còn cái phần link link content này là link content Lincoln 10 connectivity display on connectivity. Ồ. Cái Lincoln 10 này nó hơi lạ lạ đấy các bạn. Dạ, tại lúc con làm test case này con cũng không hiểu cái business của cái link content lắm. Kiểu như là mình click vào đó thì nó sẽ xuất hiện đủ những cái course activity hay là nó sẽ xuất hiện cái gì ấy. Rồi không sao. Để mở cái user story. Ô nhưng mà có user story mà. Dạ vâng, có. Ừ, thì trong user story người 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 ta ghi cái gì thì mình ghi cái đó. Vâng, để con mượn cái bài của anh gì này mới đăng. Phước hả? À, vâng, anh có cái user story ở đây luôn. Hữu của Hữu. Thắm ơi, Thắm có muốn tự share cái bài của mình luôn không? Thì cái ở đây con chỉ thấy Không để để hỏi hỏi xem Thắm có muốn tự share cái bài của Thắm luôn không thì để cho Thắm share luôn. Vì thực ra là cái nó có một cái skill liên quan đến cái việc mà mình presentation nữa và hay nữa cái việc mà mình giao tiếp nữa, cho nên là khi mà mình nói mình thể hiện được cái ý của mình ra, mình thể hiện được cái mà mình muốn hỏi thì mình sẽ được nhiều hơn. Còn nếu mà mọi người để cho người khác nói không thì giống như bản não của mình bạn ấy không có sự trao đổi để mà bạn ấy có một cái ấn tượng gì mà nhớ ấy, ha. Rồi cái link content này nó ghi là connectivity list. Ừ đấy, nhân tiện cái Phúc hỏi đây á thì lại nhắc thêm mọi người nữa nha. Là trong cái user story người ta viết cái gì mình không rõ, bắt buộc phải confirm, tuyệt đối không được assume. Assume ở đây có nghĩa là mình cho rằng, mình nghĩ rằng, rồi sau đó mình đi mình viết test case theo cái thứ mình nghĩ hả. Mình tuyệt đối không làm gì đó nha, tuyệt đối luôn. Bởi vì tí nữa mình viết ra rồi nhiều khi nó không được expect cái xác suất đúng như mong muốn của người ta, nó không được đáng bao nhiêu cả, và mình sẽ phải sửa test case nữa. Và cái công write, cái công sửa nó sẽ làm double lên cái time của mình luôn ha. Và đặc biệt là khi mà mình nhận được user story, nếu mà có thời gian grooming thì hãy hỏi trong grooming ha. Còn nếu mà không có thì bắt buộc take lâu lại. Có một cái kỹ năng là gì, đặc biệt là mấy bạn mới á, hơi các bạn cần phải bình tĩnh hơn. Khi nhận được user story thì cần gì, đọc hết cái user story đó, rồi sau đó take note tất cả những cái gì mà các bạn đang 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 cảm thấy băn khoăn nhé. Chứ đừng là ok đọc được buổi hí phát thấy cái này băn khoăn quá, đi đi chạy chạy đi hỏi luôn, xong đọc cái nữa băn khoăn quá đi hỏi luôn, thấy không? Có nghĩa là mình cần có một cái sự chín chắn để nhìn kỹ hơn ha. Bởi vì có những bạn gì sau khi hỏi á, chị không cần làm gì, chị không có trả lời gì hết nha, chị chỉ bảo ok em dô đúng cái dòng mà em muốn hỏi chị đi đó, rồi chị chỉ hỏi cái này nó là cái gì thôi, ok mở UI lên xem, thì tự khắc các bạn sẽ trả lời được những câu hỏi đó mà không cần chị trả lời. Thế cho nên mình cần có thêm một cái skill nha, là đọc story phân giá để tìm được cái sự tổng quan của nó, rồi sau đó mình mới thích lâu những cái thứ mình thực sự mình không biết. Đầu tiên có thể là mình thích lâu ra là 10 ý chẳng hạn, đúng không? Nhưng mà khi mà mình đã đọc hết từ đầu đến cuối, đôi khi nó đã trả được 7 ý rồi, mình chỉ cần có 3 ý để đi hỏi thôi ha. Rồi link content connectivity list default blank ok không? Thì cái link content này nó chỉ là gì, nó chỉ là hiển thị ở cái dạng list connectivity thôi, và default của nó là trống, chứ nó Vâng. đâu nói là hiển thị on connectivity đâu, đúng không? Yeah. Ừ đấy, mình phải nhớ cái này nha, chứ không 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 biết theo kiểu zoom. Nhớ 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 cái lesson learn này, nhớ cái bài học này. Vâng. Rồi ok, cái này á, là trên UI nó có một cái button, nó có một cái link cho mình kích tô, đúng không? Mình kích tô rồi nó sẽ có một cái màn hình pop up cho mình chọn nữa ha. Nhấn. Đó thì cái chỗ data này nó không phải hiển thị all connectivity mà nó chỉ hiển thị những connectivity mà mình sẽ chọn thôi
ha, nếu trong user story này nó chưa ghi thì mình ôm mình kia mình verify như thế này, hoặc là thậm chí mình sẽ nói BA là ok cái này bây giờ connectivity làm gì có hiển thị đang leak đâu, bởi vì sao, bởi vì cái story liên quan đến kích và cái icon này ra cái gì mình chưa có handle, vì thế cái story này tôi không handle được video, tôi không test được luôn, và có thể mình sẽ require là bỏ ra khỏi cái story này, mình chỉ verify UI của cái màn hình này thôi, được chưa? Dạ vâng. Ok. Ok, Thắm ơi, Thắm share đi. Dạ vâng ạ. Ừ. Nhưng mà qua 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 vài cái mà Phúc nói thì Thắm có thấy là mình rất bớt đi, được nhìn nếu như mình có nhìn thấy cái gì của mình trong cái câu Phúc hỏi không? Ờ, có đấy ạ. Ừ, nếu mà có thì mình sẽ hỏi những cái mà giống như Phúc hỏi rồi thì thôi, còn cái gì mà mình cần thêm thì mình hỏi nha. Ừ. Thắm share đấy hả? Ok, bây giờ thấy thế này. Em mở to cái màn hình hiện tại lên tí này. Dạ. Ừ. Em đi luôn vào cái function hay là vẫn phải lướt qua test không, condition? Em nên đi cái test condition đi, bởi vì cái test condition này chị nói trước nha, là đặc biệt những người mới cần phải làm cái test condition đấy một cách chỉnh chu, để những story sau bọn em không cần làm cũng được, bởi vì lúc đấy nó bọn em đã có một cái skill liên quan đến giá bình thường nhá. Người mới thì cần phải làm ở một cái chi tiết, nhưng đến người người lâu hơn rồi á, chỉ cần gạch đầu dòng trên cái quyền book của mình, ok verify cái này, verify cái này, và thậm chí trong cái buổi grooming này em đã biết được rằng là BA thiếu cái gì rồi đó, là em phải thích lâu luôn ra cái quyền sổ của mình ấy, để thì mình biến cái buổi grooming thành một cái mang lại giá trị cho mình, tiết kiệm thời gian cho mình nha. Đừng để vào grooming là vào cái buổi mà người ta hay discuss về xe cái gì làm sprint mới, mà mình để cho nó lãng phí ha, mình tận dụng luôn rồi. Đi đi Thắm ơi. Dạ vâng, thì cái em dã cái user story thành các cái set condition, đầu tiên là cái UI. Thì đầu tiên về UI thì em sẽ verify các cái trường như là last name, description, teacher, teaching assistant, duration, link cross activity, để xem là những cái này nó có được thể hiện ở trên cái màn hình mà người dùng đang sử dụng hay không. Cái thứ hai là sẽ verify, là kiểm tra về các những cái mặc định blank của lesson name, description, teaching assistant, để xem là khi mà mình không chưa điền gì thì nó có được để trống hay không, hay là nó có bất kỳ một ký tự nào ở trong đó hay không. Ok. Thứ ba là sẽ đi đi kiểm tra về cái chỗ này là red, cái dấu sao đỏ ấy ạ, là cái. Ok, hiểu. Rồi còn cái về check permission thì sẽ check về là những cái tài khoản nào là sẽ là người có thể tạo lesson mới, remove hoặc là delete. Cái tài khoản nào nó có thể tạo lesson mới. Còn về cái thứ ba là để kiểm tra xem cái trường lesson name ấy, thì đối với lại lesson name thì là khi cái trường hợp là đăng nhập đúng thì sẽ là đăng nhập vào là kiểu dạng text, và cái mark của nó, mark len của nó là 254 ký tự. Còn cái trường hợp đúng thứ hai đó là cũng là trường text và mark len của nó là nhỏ hơn 254 ký tự. Trường lesson name này là sẽ có một, sẽ làm thêm hai cái để kiểm tra, đó là incorrect, có nghĩa là không được chấp nhận cái lesson name này, không được chấp nhận đấy. Thì khi mà mình đặt cái data đó không phải dạng text và cái mark len thì nó vẫn là 254 ký tự. Còn không... từ cái số 3 này không phải dạng text thì nó là dạng gì? Mình có thể đền dạng number, bên kia em để là dạng number. Ủa, number thì đâu ảnh hưởng gì đâu. Text thì là chữ cái, em thường nghĩ là text nó chỉ là chữ thôi chứ nó không có liên quan đến dạng. Không. Em đơn giản đi ha. Ok, em có thể hiểu như thế đi ha. Bây giờ em chỉ đơn giản, bây giờ em đi dạy học đi. Có bao giờ em đặt một cái tên của một cái bài giảng mà có số trên đấy không? Có. Đó. Thì có nghĩa là từ thực tế mình đã giải quyết được cái câu này rồi ha. Nhưng cái ý này không hợp lý ha. Ok không? Cái text này nó là một cái text bình thường á, kia nó phải nói là kiểu character hay là kiểu number hay là kiểu gì á ha. Dạ. Ok không? Ừ, ok. Tiếp. Còn cái cuối cùng là em sẽ kiểm tra xong là khi mà mình điền mà đúng kiểu dạng text rồi, nhưng mà cái mark len của nó lại vượt qua 254 ký tự,
Đấy là hết cái cho cái trường lesson name, thì sang cái description. Thì cái description thì nếu mà tên là để là tên description thì em thấy là nó chỉ là cái UI thôi, còn cái nội dung content mình kiểm tra chức năng sẽ là content bên trong. Content bên trong thì content bên trong thì nó có yêu cầu là rich text và có cái gì mà editor ấy, viết viết chữ cái. Editor, ok. Thì em cái trường này thì em sẽ kiểm tra là cái longest text mà có thể write trong cái text box, có là cái ký tự mà dài nhất có thể viết ở trong cái text box đấy. Thế này nó cũng Nó hơi là lạ này. cũng thấy hơi Thế thì với cái ID của test case của em nên có một cái chuẩn với viết test case ID nhé. Thường là dạ. người ta sẽ đặt ví dụ như tên project này, là ví dụ như tên dự án là một cái tên, ví dụ chị lấy một cái tên gì, ví dụ chữ chữ Agile chẳng hạn đúng không, thì người ta có thể lấy chữ AL là tên của một dự án mà em mong muốn viết test case, rồi sau đó thì em có thể xích trừ ra ta cái module function chẳng hạn, ví dụ như của em là user chẳng hạn thì em sẽ xích trừ user, rồi sau đó em sẽ xích trừ ra là 01 hay 02 gì đấy ha, thì việc đặt đặt cái tên này nó không được có quy luật lắm, và thì khi mà em nhìn số lượng test case nó cũng không ha. Rồi tiếp, còn cái cây tiếp theo nào? Cái cây tiếp theo là cây teacher, thì sẽ verify cái teacher down list drop down list. Thì trong này thì em sẽ kiểm tra là xem là các cái tất cả các cái teacher mà đang hoạt động và cái teaching assistant đang hoạt động, nhưng mà không trừ trừ cái trường hợp trừ cái lựa chọn của teaching Trừ assistant. những cái teacher mà được chọn á, vào cái list teaching assistant thì không được hiển thị ở trên này. Rồi. Đấy là cái em chỉ ở cái teacher này em đang mới làm được có một cái này thôi. Còn cái teaching assistant thì là em phân tách ra thành hai, giã là thành hai test case, đó là tất cả các cái teacher active và teaching assistant thì cũng được nốt ở trên cái drop drop down list này. Cái thứ hai là khi mà teacher bằng teacher mà giờ same name với lại teaching assistant thì là cái assistant teacher nó sẽ automatically remove. Cái thứ ba là ở cái nữa là verify duration, thì trong duration này thì em sẽ ra là test case như ngoái Phước có nói, thì cái là sẽ là chỉ với là 10.000, cái thời gian là chỉ có 10.000 phút. Cái thứ hai là nhỏ hơn 10.000 phút. Cái thứ ba là lớn hơn 10.000 phút. Và có một cái nữa là em lại giã theo như cái lúc nãy là có một cái là not natural number thì không biết là đúng không, bởi vì nếu Cái phiếu này thì được nha, dạ. bởi vì kiểm phiếu này á là nó require là number, ok chưa, Dạ. thì bây giờ vấn đề là mình nhập tích nó ra nó giải quyết thế nào đúng Vâng. không, nó xâm nhập là có vấn đề đó, nó không xâm nhập là đúng á, ok chưa. Dạ. Hoặc là nó xâm nhập nhưng mà nó sẽ báo ra một cái error gì đó, ok không nha. Cái cây thì cái cây này không có sai nghe. Vâng. Rồi. Rồi, tiếp đến là cái link course activity, thì link course đây sẽ là kiểm tra xem là cái link này có cái những cái course là đang activity thì nó có được hiển thị khi mà mình lựa chọn cái link, lựa chọn cái course đang active hay không. Cái thứ tám là em gom lại tất cả những cái báo lỗi về cái trường mà cái red arrow, cái dấu sao cỏ ấy. Vâng. Biết rồi biết rồi, Thì em ok hiểu nhá. Về cái tech condition của em á, thì chị đánh giá nó rất là kỹ, được chưa, nó rất là kỹ. Cái bước đầu nha thì ok nhá, nhưng mà cái bước sau á thì mình có thể hạn chế một xíu, khi mà em viết như thế này á thì em sẽ tận dụng được cái mà em viết thành title, nhưng mà tuy nhiên có một số cái nó sẽ làm take time cho em khi viết tech condition. Thì ví dụ nha, verify cái lesson name chẳng hạn, được chưa, em chỉ viết một câu duy nhất thôi ha, viết một câu duy nhất, còn cái kia là gì,
là dataset của em thôi. Được chưa? Thì ví dụ như mình không nói rằng là cái lesson name này nó correct hay là nó incorrect nhé, mà mình mong muốn là em expect nó là cái gì. Em expect là cái value mà em nhập được nó phải được hiển thị ở trên cái lesson name field, đúng không? Đó. Khi mà cái chiều dài của nó, đúng không, is length y nhỏ hơn hoặc bằng 254 ký tự, một cây thể hiện được cho cả bằng và nhỏ hơn cho em chưa? Ok chưa? Dạ. Yeah. Rồi nha. Còn cái cây thứ hai, expect nó khác đây nè, là cái gì? Cái only, em ghi giống như hôm trước chị có xe đúng không? Only 254 ký tự này, 254 character nó được display on the name field khi mà inputting một cái value với cái mắc len lớn hơn 254. Thấy không? Đó là mình chỉ cần hai cái title thôi, và tí nữa khi mà em viết được như thế rồi, hai cái title đấy em sẽ copy qua bên cây luôn. Còn trong trường hợp này mình không muốn viết như chỉnh chu thì mình chỉ nói ok, cái view gì nhỉ, cái view lesson name này, lesson name mình gạch đầu dòng là nhỏ hơn hoặc bằng 254 ký tự, và một cái đầu dòng thứ hai là lớn hơn 254 ký tự. Đây là cái cách mà mình sẽ viết ở trên cái document, trên cái quyển book của mình ấy. Đó, mình chỉ cần ghi thế thôi, không tí nữa gì. Mình báo cái sườn này, mình viết tay cây cho nhanh. Ha. Ừ. Rồi em qua bên đây. À, có một cái chị nốt thêm. Chị sẽ nốt thêm cái cây gì. Cái này chị có ý rồi. Còn cái liên quan đến cái boundary là 1.000, 1 đến 1.000 á, thì bọn em nhớ là mình thấy có bao nhiêu vùng đúng không? Cái vùng nào có xx cùng giống nhau thì mình ghi vào một cây thôi. Giống như vừa đấy chị bảo là nhỏ là bằng 254 đó, tương đương với lại gì? Em có thể này. Able to input một cái value hoặc là một cái number này mà lớn hơn gì, lớn hơn 1, nhỏ hơn 1.000, into cái field gì đó, ok chưa? Dạ. Yeah. Hoặc là em cần biết là cái input value là cái giá trị mà được input đó, được chưa? Mà nó lớn hơn 1 và nhỏ hơn 1.000 thì nó sẽ được hiển thị ở trên cái field kia vậy thôi, được chưa? Thì nó là cái thực tế mà em đang mong muốn, đúng không? Ừ, thay vì mình nói là incorrect, thực sự là khó hiểu thiệt. Incorrect là cái gì? Mình mong muốn đây nó hiển thị, là mình nhìn là nó hiển thị đấy, cái em input nó sẽ được hiển thị. Ok chưa? Được. Dạ. qua test cây cho chị ngắm với. Đây ạ. Ra test cây thì ở trong cái UI này sẽ có ba cái priority. Mình có priority 0, 1, 2 à? Em đang muốn hỏi là cái priority này là cái mức độ ưu tiên ấy, thì em cũng chưa hiểu là tại sao lại đánh 0, 1, 2 ở đây. Ai đánh vậy? Hôm trước em thấy bạn Phúc bạn để thế này, em cũng để theo á. Ai vậy hả? Không sao, mình học của nhau thôi, nhưng mà ý hả? Mình có thể hoàn toàn là lên cái Google mình search đúng không? Priority để có test case đúng không? Thì người ta có, thường là người ta sẽ có ba mức, cũng có thể là do dự án người ta quy định, nhưng mà thường là sẽ có ba mức, là mức 2 đúng không? Vâng. Mức medium đúng không? Vâng. Và mức lâu. Mình thấy nó có cái sự khác thì mình confirm với nhau để học hỏi, chứ không nhất thiết mình phải theo, ok không? Vâng. Nha. Ok. Rồi, dạ. Cái này á thì đối với lại cái trường hợp đầu tiên là verify cái cái trường mà nó có được display ở trên trên on screen hay không ấy. Bởi vì ở cái title ấy thì mình chỉ ví dụ như là nếu cái màn hình này ấy, nó có 20 field đi, đúng không? Vâng. Em sẽ không thể liệt kê hết 20 field ở trên cái title này. Vâng. Hoặc em viết trên một hệ thống như Tailwind chẳng hạn, thì cái title của mình nó chỉ cho summer, nó chỉ cho giới hạn trong một số lượng ký tự thôi, mà mình viết như thế này thì không có đủ character, ok chưa? Thì cái này mục tiêu của mình là verify UI đúng không? Thì em nghĩ là verify UI up screen gì đấy, creating lesson screen xong, được chưa? Rồi sau đó thì gì? Cái step của mình á, mình cũng không nên viết như thế, bởi vì khi mà em viết như thế này nó đây có một cái bài học ở đây nhá. Em nhìn trong cái test case đầu tiên của em này, cái từ lesson name theo em nó lặp lại bao nhiêu lần trong cái test case này?
Nhiều ạ, mà em thấy mất thời gian. Và cái tính này là cái tính drive á, mà mình mong muốn mình làm một cái gì thì cái repeat đấy nó phải được hạn chế, để tránh trường hợp gì về sau cái few lesson name này nó không để là lesson name mà nó chỉ để là chữ name thôi, thì người khác chỉ đi update một nơi, nhưng đối với cái tech kê này phải đi update ở ba nơi, thấy không, là cái độ maintain của tech kê này về sau nó sẽ khác rồi. Và nó có một nguyên lý là dry, là mình tính là chữ khô á, nhưng mà nó ghi là don't don't repeat yourself ha, là không repeat á, thì mình nên áp dụng cái nguyên tắc đó để viết tech kê luôn. Về sau mình code automation mình cũng code theo nguyên lý ấy luôn. Nếu mà trường hợp như thế thì mình sẽ viết như nào ạ? Đây ví dụ như cái title của em đúng không, anh chỉ cần giống như chị nói là verify UI của the creating lesson screen, xong được chưa. Dạ. Cái precondition thì em để là gì, cái user is staying as a default create lesson screen, đúng rồi đó, em đã viết precondition của cái số dòng số năm là đúng rồi này đó, đúng rồi đó, là đúng rồi đúng không, là user đang ở cái màn hình default rồi. Cái step của em là gì, cái step thì người ta hay để số nha, người ta hay để số 1 2 3 4 ha, để nó biết được rằng nó là step 1 2 3 4, bạn phải thực hiện theo đúng số đó, được chưa. Cái Vâng. mục đích của mình là gì, mình ở đây là mình chỉ dùng mắt mắt thôi mà, mình đâu có làm gì đâu, mình dùng mắt mình quan sát thôi mà đúng không. Vâng. Thì mình ghi là mình observe observe cái UI, observe cái view, observe cái control trên cái màn hình này, được chưa. Vâng. Rồi cái expected của mình á, mình ghi luôn là cái UI của cái màn hình này nó được xem với cái UI ở trong cái design á, được chưa. Rồi mình gắn cái link design vô đúng hôm trước nữa không Vâng. đó. Rồi sau đó thì có những cái thứ đặc biệt mà mình muốn take no row thì mình take no row, còn nếu mà nó không có gì đặc biệt thì không cần, để tránh trường hợp gì cái UI nó sửa hoặc là mình cũng đi sửa tần này field ở trong UI ha. Dạ. Ừ thì ví dụ như cái gì default của các take field là blank chẳng hạn đúng không, thì em ghi một cái câu thôi, all take field in blank at default screen, xong được chưa. Ừ còn cái trường hợp nào nó đặc biệt hơn thì mình ghi, và cái ví dụ như cái require field á, cái dấu sao á nó được hiển thị thì mình ghi vào đây luôn, được chưa. Cái đó là gì, asterisk hả, đó nó được display on hoặc là next ở bên bên cái require field thế thôi, để xong cái verify AI rồi, được chưa. Chứ mình không cần phải tách ra là cái trường này một cái blank này, trường này thêm một cái là cái gì, được chưa. Mình Vâng. ghi khớp ở trên này một cây thôi, khỏe nhẹ, được chưa. Dạ. Ừ rồi đi xuống đi, ở dưới này nè, unable create lesson với user, cái từ do not này, do not have permission này, cái này có thể là nó viết theo cái ngôn ngữ mà mình dịch á, mình dịch cho mình dùng Google nó ghi thế, nhưng mà bình thường nó không dùng do, do not have ở đâu ha, người ta dùng cái từ phủ định của từ has, nhớ không, hasn't á, hasn't. Ừ, nếu mà em dùng ở thì nó sẽ từ has ha, thì mình ghi vậy thôi, chứ mình ghi do not thì nó hơi là lạ ha. Nhưng mà cái cách viết cái câu cú thì chị thấy cũng dễ hiểu rồi đấy ha, mình cứ áp dụng cái form này thôi, able to rồi verify rồi unable ha, rồi login này, kích này, enter này, đúng rồi đó ha. Rồi cái lesson name mới được create thì ở đây á, nó đây chị muốn góp ý cái này thêm một xíu này, thấy không. À, cái create này mình viết như này á, nó giống như mình không nhìn được bằng mắt thường, em thấy không Vâng. đó, mà cái mình nhìn bằng mắt là cái gì, chỉ ví dụ ha, là có thể trong cái user story chia sẻ này, nhưng mà nó sẽ không được đầy đủ bởi vì cũng không được share nhiều ha. Là em thấy là cái lesson name của em sau khi nó tạo xong thì nó hiển thị ở đâu, được chưa. Thường thì nó sẽ hiển thị ở cái list lesson đúng không, Vâng. đó thì mình sẽ viết là the created lesson, là cái lesson được tạo đấy nó sẽ được display on the lesson list, được chưa. Đấy là cái rõ ràng mà mắt thường mình nhìn thấy luôn và mình mong muốn verify mà nhá. Vâng. Ừ còn viết thế này thì nó hơi bị chung chung luôn. Rồi hai nữa là gì, sau khi mà create rồi ấy, đôi khi nó sẽ có gì, các cái trust message đó thì hiển thị, thì mình sẽ ghi ra luôn là a trust message with cái content gì đấy, ABC gì đấy, it is display, ok chưa. Dạ. Cái gì mình nhìn thấy bằng mắt thường mình cần verify bằng mắt thì mình ghi trong expected, chúng mình không nên viết cái mà mình không nhìn thấy ha. Lúc trước nhiều người hay cứ ghi rằng thì a lesson name is create successful,
Nhưng mà cái đấy mình đâu có nhìn thấy đâu, mình thì mình nó bị hơi chung chung được chưa? Rồi còn trong trường không thể viết thì lúc ấy mình linh hoạt sau ha, có cái gì mình sẽ nhìn thấy bằng mắt, và mình muốn vẽ ra bằng mắt thì mình đưa rồi, ok chưa? Ừ rồi, đi xuống tiếp đi. Many not, cái vụ mà incorrectly thì em đổi nha. Cái boundary thì em vừa xem cách của chị nhé, là cái data này, lesson name nó sẽ được, cái input data nó sẽ được hiển thị ở trên cái lesson name field when khi mà cái gì, cái input text á, cái input text nó nhỏ hơn được bằng 200 character đúng không? À, cái mark length của cái input text nó nhỏ hơn được bằng 254 character đúng Dạ. không? Ừ, thì mình sẽ gộp được hai cái đầu với nhau được chưa? Còn cái cây mà not text thì bỏ đi rồi đúng không? Còn cái cây liên quan đến lớn hơn này thì mình ghi là o o o o only one 254 ký tự đấy, nó được hiển thị trên cái field này đúng Vâng. không? Ừ đấy. À, cái vụ mà login success đấy này, chị nhìn thấy cái precondition của em này ha, mình không cần cái này nữa được không? Được không? Alo. Dạ, cái mà được cái nào cái dòng Em nhìn cái cột precondition nha. Thấy dạ chưa? Nó có cái từ log in to cost level success. Được chưa? lóc Cột G này. à dạ Đó. Và cái này mình lặp lại n tức cây. Đúng không? vâng ạ. Đó, và cái này cũng là một cái liên quan đến cái nguyên tắc try đó. Là mình đang thực hiện repeat đó. Đúng không? Vâng. Rồi, em biết giống như cái cây kia là cái user đang ở cái màn hình create lesson. Thì mặc nhiên rồi, để mà vào được đấy bạn phải thực hiện login chứ không thể nào bạn 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 bay được vào trong đấy cả, đúng không? Vâng. Biết một cái là đủ rồi. Thế tránh trường hợp là gì? Trong trường hợp chị ví dụ về sau đi ha. Cái app của em có 20 màn hình đi. Đi đến cái màn hình của em là màn hình thứ 20 đi. Vậy em đi cả 20 màn hình vào đây hả? Đúng không? Vâng. Mình không đi cái kiểu navigation như thế. Còn cái vấn đề cái người xài cái app này chắc chắn người người ta phải biết được là người ta đã phải đi qua login, người ta phải đi qua các thứ thì người ta mới xài được chứ. Chứ đâu mà đứng ở giữa cái màn hình cái cây để mà test được ngay. Đúng không? Người ta cũng phải nắm business, kể cả người xài hay là người test thì cũng phải đều nắm được business để mới test được cái cây này. Thì mới cho vào test dự án. Chứ đâu phải tưng 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 cho vào test dự án ngay đâu. Đúng không? Vâng. Thế có Rồi nghĩa là ok. cái này chỉ nhắc một lần thôi đúng không chị? Xong còn những cái dưới này thì không cần nhắc lại chứ. Không cần nhắc cũng được luôn. Ừ, trong trừ trừ khi trong cái trường hợp là em đang ở một cái màn hình, theo chị là không cần đâu, không cần nha, được chưa? Dạ. Trừ khi nó có một cái điều kiện gì, chị ví dụ đi ha, có một cái như này thì em ví dụ đi là nó liên quan đến cái việc là cái user đấy được select Google, được chưa? Ừ, thì ở đây mình bắt cái precondition là nó bắt buộc phải connect với Google thành công rồi thì mình mới test được cái cây đó, thì cái cây đó mình bắt buộc phải thêm cái precondition nữa thôi. Ví dụ như là để chọn được cái link connectivity á, thì cái user này là cái user phải thực hiện login Google thành công hoặc là connect với Google account thành công, thì lúc đó cái precondition là phải có ở đây nha. Vâng. Ừ, có nghĩa là đấy là cái điều kiện đầu vào bắt buộc phải có, được chưa? Nhưng mà mình không ghi cái điều kiện đầu vào theo cái kiểu navigation từ đầu đến cuối như thế này là không nên, được chưa? Mắc mới thì em ghi mỗi cái login này, thế còn cái còn bao bao cái thứ navigation đi đến cái màn hình này mình không ghi, ok chưa? Dạ. Ừ rồi, em có thể tham khảo cái cách viết của Phúc ấy thì khá là ok đó. Còn cái Vâng. precondition của em ấy, thì nó lại thể hiện được cái gì nhỉ? Cái sự chi tiết để mà em có thể tái sử dụng ở bên trong cái thiết kế này ha. Ừ vậy đi ha. Để hôm nay chị xem chị share cái gì cho mọi người này. Mình có cái requirement số 2. Em Ừ bây giờ stop. mình ừ em stop share chị với. Để chị xem màn hình cho mọi người một số cái câu hỏi ha. Rồi. Chị xem. Chờ xíu.
Rồi mọi người nhìn thấy màn hình chưa? Alo, alo, Dạ rồi. alo. Rồi ok ha. À, cái này là một cái hình ảnh, một cái test link ha. Thì ở đây á, kể cả mình bố trí. Thì cái này cái liên quan mình đi qua nhé, mình sẽ đi qua phần số 9 này này. Là cái việc bố trí, ở đây mình chỉ chia sẻ với nhau là về cái việc bố trí của test case của một cái dự án được chưa? Thì ở dự án của mình sẽ chia ra là một dự án mình sẽ có nhiều mô đun đúng không? Thì nếu mà quản lý ở trên 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 Jira thì người ta sẽ chia theo EBIT, à, người ta gọi theo tiếng Anh là EBIT, xong đấy đi user story. Thì ở trên cái hình này mà chị chia sẻ này, nó sẽ đầu tiên là tên dự án được chưa, sau đến là cái EBIT. Cái EBIT này nó cũng tương đương với một mô đun, một phân hệ, hoặc là có thể nhỏ hơn, nhưng mà ý là nó gom các cái user story, các cái gì quen mình vào với nhau thành một nhóm. Rồi sau đó thì ở bên trong đó mình sẽ phân tích ra gì, mình sẽ chia nó ra là các cái user story này, các cái gì quen mình đó. Ha. Và để quản lý trong trên Excel của mọi người cũng thế đúng không? Thì mọi người cũng có một cái folder, sau đó mọi người đặt tên cái dự án của mọi người đúng không? Xong sau đó thì mọi người sẽ gì? Cái folder đầu tiên đó là cái module đầu tiên, phân hệ đầu tiên đúng không? Trong cái module đó thì mọi người có cái test case là cái file Excel đầu tiên, file Excel 01 chẳng hạn, cho cái tính năng gì đấy, cho cái module gì đấy, cho cái function gì đấy, được chưa? Hoặc thậm chí là gì? Hoặc thậm chí là mình có thể mình tạo ra một cái file Excel, cái file Excel đấy cho một cái module luôn. Rồi sau đó từng cái sheet trong file Excel của mình sẽ bố trí nó là từng user story, được chưa? Để làm sao? Để khi mà dự án cần, mình có thể tự summarize lại từ những cái sheet đó, tổng hợp lại là bao nhiêu test case, và mình summarize để mình thực hiện chọn reaction test một cách thuận lợi nha. Cho nên mình cần phải bố trí test case của mình luôn. Ha. Khi mà bắt đầu dự án mình cần phải có cái cách bố trí xem là đang để ở đâu, dùng cái tool gì thì bố trí ra sao ha. Mình gom lại thành cụm để trong trường hợp gì? Trong trường hợp mà người ta nói là mình cần test riêng cái EBIT 01 thôi thì mình vô cái EBIT 01 mình tìm thôi. Thế tránh trường hợp tí bây giờ mình tìm, nó ở đâu nhỉ, nó ở đâu nhỉ. Nếu mà mình đang chỉ để nó một cấp, mình để ở mỗi cấp độ user story thôi, thì tí nữa mình rất rất bị lag nghe. Và khi mà cái việc update dự án nó sẽ xảy ra thường xuyên đúng không, thì mình bố trí như này mình sẽ đi tìm một cách dễ hơn, được chưa? Rồi thì giờ mình có ai hỏi gì về cái việc bố trí này nữa không này? Không, hỏi đi tiếp nhá. Chị có phải là ý là khi mà mình dã ra test case thì là ví dụ như là user store cái remove rồi mỗi cái p p0 này là sẽ là một sheet đúng rồi chị? Nãy em chưa. Đúng rồi, đúng rồi. Cái này có thể tương đương là một sheet, được chưa? Dạ vâng. Thậm chí nhá, nếu mà trong trường hợp á, nó có cái dự án mà liên quan đến maintain á, ha, cái dự án mà liên quan đến migrate á, thì cả một cái module á, người ta viết trong một sheet luôn, được chưa? Dạ. Mình phải dựa trên cái mục đích của mình, mục đích của dự án nhà mình như thế nào. Bởi ví dụ như trước chị làm dự án thôi, người ta sẽ ghi là create này, edit này, delete này, view ở trong cùng một sheet luôn, ha, không có vấn đề gì hết. Cái quan trọng là cái phần summary của mình thôi, mình mong muốn mình lấy cái gì ở trong cái này, mình xài nó như thế nào, được chưa? Sau đó thì người ta sẽ có cái gì nhỉ? Đây này, ở đây này, nó có cái phần gom này, được chưa? Phần group này này, biết mọi người có ai xài không, nhóm đó, thấy không? Thay vì chỉ để ghi chi là mô đun một, được chưa? Xong ở dưới này thì ghi nó là mô đun hai. Rồi xong chị bắt đầu là chị lại group cái này này vào, để tí miễn sao là tí mình vào mình nhìn thấy nó cỡ một cái dạng mà mình có thể là gì, tìm nó dễ, quản lý nó được, ok chưa? Đó, rồi sau đó khi nào mình cần thì mình expand nó ra thôi, mở rộng tất cả nó ra, được chưa? Không, khi nào mình cần mình thu nhỏ nó lại đó. Ví dụ như test case hỏi cái này có bao nhiêu test case thì mình cũng nhìn được, mình cũng tìm được, và mình biết là cái function nó có những cái gì thì mình sẽ vào đây mình nhìn module một, module hai, hoặc là function một, function hai, được chưa? Rồi cái này là mình sẽ học cách quản lý test case của mình. Test case chính là tài sản của mình viết ra, là mình phải học cách quản lý nó để vì sao gì, mình trace rất là dễ. Người ta hỏi là bây giờ em đi vào cái test case là liên quan đến create user đi, em quản lý có tổ chức có quy tắc thì em sẽ tìm rất dễ, còn nếu em không quản lý nó thì em tìm rất khó, được chưa? Khi mà em update thì em tìm không ra nổi luôn ha. Rồi còn đây là các cái thành phần của một cái gì cả, của một cái test case ha. Ở trên test link của mình thì mình bố trí dự án xong rồi, xong xong trong cái user story thì mình sẽ ghi là cái test case nó sẽ có title này, nó sẽ có version này, nó sẽ có phần summarize nếu mà mình cần, rồi nó có precondition để thực hiện test case. Và đây step 1, 2, 3, 4. Step 1 thì x1, step 2 x2 ha. Rồi dưới này nó có cái priority status này. Status là trong trường hợp gì? Nếu mà các bạn new member mới, bạn ấy gì? Bạn ấy viết xong á, bạn sẽ để là need review chẳng hạn. Thì mình review xong mình sẽ mắc nó qua final.
Cái đây là important của test case, mình dùng important test case để mình đánh cái mức độ quan trọng của cái test case này để phục vụ trong trường hợp là gì. Tôi cần test chức năng rất là nhanh này, tôi cần BBT test để khi mà nhận cái bill thì tôi sẽ lọc cái hai ra, tôi test trước, tôi không đi test mấy cái cây liên quan đến data, mấy cái cây mức độ lao BBT, ok chưa? Và mình sẽ có cái type của nó luôn, là mình thực hiện manual hay auto cho nó luôn, ok chưa? Ừ, phải có học cách bố trí test case rồi. Ở phần này nó còn liên quan đến link requirement nữa nha. Ở đây này, bởi vì mình biết sao, ở khi mà mình viết một cái user story, nó hỏi là cái user story này, test case nó nằm ở đâu? Được chưa? Khi mà dự án ngon nghẻ thì không sao, cứ một test case một suit, một user story một suit. Nhưng đến khi nó update thì sao? Một cái user story, một cái enhancement, một cái improvement của mình như update ở 3-4 cái user story ngày xưa, thì mình không link requirement vào, đến lúc mình chơi, mình chơi để mình update lại cái story update á, là mình tìm không ra. Ok chưa? Nhá, nên cần phải học cách quản lý requirement nữa này. Requirement là user story á, cái nào được viết, cái tag này được viết cho cái requirement nào, được user story nào, được chưa? Rồi cái này cách vá test cây. Một cây verify UI ở chế độ default, cái thứ hai là cái cây liên quan đến function. Về liên quan function nhá, thì mình sẽ thực hiện cái function chính trước. Nếu cái màn hình liên quan đến create thì mình bắt buộc phải thực hiện create trước, được chưa? Sau đấy là trường hợp mà gì? Không thành công. Một trường hợp là create thành công, một trường hợp create không thành công, đúng không? Xong từ ý 2, từ ý 2 là những cái happy case này này, thì mình sẽ giả tiếp ra là ồ, vậy nó có những cái data nào để có thể thực hiện create thành công. Thì cái 2 và cái 3 này, thường nó sẽ là high priority. Còn cái cây 4 này, cây 4 là những cái liên quan đến data thì priority nó thấp hơn, được chưa? Này, ví dụ như ký tự trắng ở đầu thì nó stream ra sao, cái tự đặc biệt ra sao, cái tự lớn nó mắc nem ra sao, ok không? Rồi với những các rô khác nhau thì ra sao? Rồi cái số 5 này là gì? Từ cái test case số 3 này mình có thể rã được tiếp. Đó, thì dẫn tới các error nó dẫn tới là ví dụ như ơ cao không tồn tại, này bắt buộc không tồn tại thì mình có thể đăng nhập được thành công hay không? Ha, mình rã tiếp ra. Rồi, cái cây, một số cây liên quan đến số ít và số nhiều ấy, ha, có nghĩa là đâu, ở đây chị nói rằng là khi mà mình viết cây thì cái số cây á, cái số test cây nhiều hay ít á, thì là nó sẽ là một cách viết, được chưa? Nhưng mà cái vấn đề là mình cần viết sao cho tối ưu để đảm bảo được các ý quan trọng trong story phải được cover, và các cái ý mà mình cần test nó được cover ha. Còn các bạn viết làm sao giống như là càng ít test cây càng tốt, đúng không? Nhưng mà nó phải đủ gì? Đủ đơn giản, đủ tinh gọn, nhưng mà vẫn phải đủ cái sự đầy đủ của nó. Chứ không phải ít rồi đi gom cho một mớ vào một cây nhưng mà lại verify cái xpec 4-5 xpec lận. Giống như phải làm vài cây thì mới test được xong cái cây đó, thì cái đó không phải là gom đúng nha. Rồi ở đây chị có share thêm một số một bộ câu hỏi thực hiện review nhé. Khi mà bọn em cầm một cái story thì bọn em cần phải thực hiện review nó, cũng như khi viết cái cây cần review nó. Đầu tiên là gì? Khi mà đưa cho mình một đối tượng, ví dụ như là cái lesson vừa rồi á ha, thì mình hỏi cái giá trị default của cái màn hình này là cái gì? Có không? Ok không? Liên quan đến cái story liên quan đến gì? Create connectivity. Đó, thế vậy còn connectivity là cái gì? Nó có những đối tượng nào để có thể create được? Ví dụ như ở trong một cái dự án nó ghi là mình có thể create connectivity, nó là một cái bài tập này, nó là một cái bài học này, nó là cái bài kiểm tra này. Đó, thì mình phải hiểu các cái loại của cái đối tượng mà mình test là gì. Nhiều khi nó có nhiều hơn một loại chứ không phải là một loại không, đúng không? Cái tiếp theo là liên quan đến gì? Cái data của cái đối tượng mà mình test. Đó, data tự nhiên, data số thập phân, data ký tự. Ha, mình phải họ đặt những câu hỏi này để mình review nó. Rồi sau đó mình viết cái cây luôn. Rồi cái data này hiển thị lần đầu, nghĩa là sau khi mà em create rồi thì nó hiển thị lần đầu như thế nào, và sau khi update thì nó hiển thị ra sao, chưa? Data sau khi create, data sau khi update. Rồi câu hỏi liên quan là cái data, cái đối tượng này nó có giá trị min không, có giá trị max không, rồi nó có giá trị số ít và số nhiều hay không. Ví dụ như người ta nói là gì, bạn làm một cái bài tập về nhà homeworks đó, thì người ta gọi là one homeworks khi mà view test, nhưng mà khi mà bạn có nhiều thì nó sẽ two homeworks, thì nó phải có số nhiều là đó. Mình phải đưa ra những câu hỏi để mình nào ha. Đối với cái đối tượng này thì mình thực hiện được những cái action gì? Mình có thể là create, edit, delete, hoặc là update status, hoặc là archive. Đó, mình phải hỏi những câu hỏi để mình xử lý cái story của mình. Rồi cái này là liên quan đến ký tự hoa, ký tự thường á, chưa? Khi mà mình
tạo data hay mình test thì mình cũng phải có ký tự hoa, ký tự thường. Mình sợt cũng thế, cho mình sợt thì mình sợt ký tự thường nó ra, ký tự hoa có ra không, đôi khi nó không ra đấy nha. Ha, ví dụ như mình sợ một cái list là danh sách học sinh tên là Hoa đi, tên là Hoa trong list student đi ha, thì khi mà mình sợt thường hay sợt Hoa thì nó đều mong muốn là tất cả những học sinh tên Hoa đều phải ra đúng không. Nhưng mà đôi khi dự án của mình nó làm sợt gì, chỉ những cái thằng nào tên Hoa mà được list Hoa thì nó mới ra thì sao, ok không? Rồi, cái này là trên phân trang đó này. Trên phân trang là sao? Ví dụ mình có một list student đúng không? Rồi, ở trên đó mình có thực hiện các action là one delete edit student. Vậy, khi mình next sang cái trang thứ hai, mình còn thực hiện được những action đấy không? Đôi khi nó sẽ bị lỗi nhé. Đôi khi nó sẽ bị lỗi. Cho nên là mọi người sau khi mọi người thực hiện test, mọi người thực hiện làm ở trên công việc thực tế thì mọi người cần phải note ra được các cái question, các cái bài học của mình để mà mình làm giống như là một của để dành ấy ha, làm kinh nghiệm của chính mình ấy. Là phải có một cái Excel của riêng mình luôn, mình nốt nó ra luôn. Hoặc là khi mình review test case của ai cũng thế, mình phải nốt những câu hỏi người ta hay gặp để chính mình không bị lặp lại. Và nếu có cơ hội mình training những người tiếp theo thì mình cũng sẽ mang những cái đó vào mình training, và lúc đấy mình không cần phải nghĩ nữa ha. Thì cái đấy chính là một cái cách để mà mình nên cái kinh nghiệm của mình, tránh trường hợp để một thời gian sau, ô ngày xưa mình làm cái dự án cái thực sự nó rất là phức tạp, nhưng mà bây giờ mình chẳng còn cái kinh nghiệm ở trong đầu, không còn nhớ cái lesson nào về nó luôn, nó rất là phí ha, rất là phí. Rồi, cái này là liên quan đến trường hợp data trùng, data giống hệt nhau thì nó có ảnh hưởng gì đến người dùng hay không? Ha, có một số dự án người ta cho tạo các cái name của nó giống hệt nhau luôn. Vậy thì giống như thế rồi thì tính người dùng người ta phân biệt kiểu gì? Đó, nó có ảnh hưởng không? Ví dụ như tên khách hàng thì ok đi ha, khách hàng đã tên có thể giống nhau rồi, mình đã chứng minh thư người ta rồi. Nhưng mà bắt buộc phải có cái sự phân biệt người ta là mã khách hàng, để cho mình phải nhìn thấy cái mã khách hàng để mình phân biệt được rằng là ok, ông A và B này nó khác nhau. Không, mình dùng cái liên quan đến, ôi, có những thứ mình cho giống nhau, có những thứ mình cho khác nhau mình, nhưng mà mình phải đứng ở người dùng để mình biết rằng nó có ảnh hưởng người dùng không, người dùng người ta có dễ dàng phân biệt được không, người ta sử dụng cái gì để phân biệt ha. Rồi cái này nó liên quan đến sự ẩn hiện của đối tượng ha. Cái này liên quan ẩn hiện của đối tượng có nghĩa là trong cái liên quan đến chức năng inbox, một cái file gì đó vào cái hệ thống của mình đấy ha, thì mình cũng inbox ít file đó với 5 cột, nhưng mà mình cho ẩn hết 5 cột luôn. Vậy thì cái việc inbox của mình nó có thành công hay không? Vẫn có data bình thường, nhưng mà chẳng qua là mình 2 cột đi thôi ha. Đó là mình nốt lại các lesson của mình. Rồi, cái này liên quan đến có top message trả về hay không? Đó, đôi khi là BA sẽ quên chẳng hạn, thì mình cần phải nốt lại để mình review chính cái story của mình ha. Rồi cũng như là khi test được cái character của mình thì mình sẽ copy những cái data với những ký tự của đất nước khác nhau để mình copy xem nếu mà cái application của mình nó sử dụng trường nhiều nước thì mình sẽ test với nhiều nước, được chưa? Rồi có một số cái techno nữa này, nhưng mà chắc hôm sau mình nói tiếp nha, hôm nay mình sẽ nghỉ tại đây đi, ok chưa? Chúng ta sẽ chia sẻ thêm một số thứ nữa, ok không cả nhà ơi? Thì nữa chị sẽ đưa cái user story thứ hai cho mọi người nha. Okay. Mọi người còn hỏi gì không? Cái buổi hôm nay như thế thì mọi người cần rõ thêm cái gì không nào? Alo. Có vẻ đủ cho đến hiện tại đó. À, có vẻ đủ rồi, ôi mừng quá. Dạ. Thì chia sẻ cũng thấy như thế là mừng lắm luôn. Cho thêm test case để giã tiếp ạ. Ok nhá. Thì ở đây nó có một cái nguyên lý bất di bất dịch ấy, là không có ai học hộ mình được, không có ai làm hộ mình được, chỉ có chính mình thôi. Mình mới học, mình mới làm, sau đó mình rút ra kinh nghiệm cho bản thân của chính mình. Mình nhìn người ta làm đấy, mình tưởng là nó đơn giản đấy, nhưng mà khi mình làm, mình thực sự bắt tay mình, nó đã thấy là ồ, hơi khó biết đấy. Đặc biệt là cái việc vấn đề biết tiếng Anh luôn ha. Ok, cảm ơn Phúc với Thắm là người vẫn duy trì đến cuối cùng ha. Thì các bạn cứ thực tập thực hành làm thôi, thì các bạn sẽ chị nghĩ là sẽ ok thôi. À, thực tế thì nó sẽ có những user story khó hơn, nhưng mà khi mình đã làm cái đơn giản theo một cái quy trình tốt thì đến khi mà mình gặp cái khó thì mình cũng sẽ chia nhỏ nó ra để mình làm được thôi ha. Dạ vâng, ok, cảm ơn các bạn. Phúc ơi, Thắm xin lại.